Xin chào thầy anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của MW Quách. Hôm nay thì có giới thiệu với anh em mình một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Seiko Precept Success Series. Thì chiếc này chúng ta thì sẽ thuộc phiên bản nhật địa có mã sản phẩm là SARX089. Một chiếc đồng hồ với cái tông màu mặt màu đỏ vô cùng nổi bật và đẹp mắt. Anh em là phong thủy đang tìm kiếm một chiếc mệnh mặt màu đỏ phù hợp với mệnh hỏa và mệnh mộc, mệnh thổ thì đây sẽ chọn rất là hoàn hảo cho anh em. Thuộc dòng Success Series sử dụng máy 36R35, một bộ máy rất là chất lượng của nhà Seiko thì anh em yên tâm khi sử dụng chiếc đồng hồ này. Thì trước khi đến cái hôm chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay, rất mong anh em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi, nhấn nút đăng ký kênh phía dưới video, ấn một quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc đồng hồ nào bên em cung cấp nhé. Không mất thời gian anh em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Seiko Precept Success Series SARX089 trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc SARX089 của em thưa các bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm. Với phiên bản nhật địa chúng ta sẽ có được cái hộp đựng của em này, nó sẽ được làm cái hộp đựng kiểu giấy tái chế rất là quen thuộc ở đây. Ở đây một ra bên trong thì đương nhiên chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ. Cái dòng sản phẩm Seiko Precept Success Series này thì bên em sẽ hỗ trợ có một cái điểm rất đặc biệt khi em mua là anh em sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng tại của Seiko Việt Nam chúng ta anh em nhé. Bảo hành chính hãng 12 tháng và sau khi hết 12 tháng bảo hành đấy thì bên em sẽ hỗ trợ anh em bảo hành thêm thời gian 12 tháng nữa tại shop. Tổng cộng anh em sẽ có được là 24 tháng bảo hành ở trên chiếc đồng hồ này. Đấy, anh em lưu ý một chút. Và để mà có bảo hành chính hãng thì anh em yên tâm về chất lượng rồi. Thì đây là một con đồng hồ hàng chính hãng luôn 100% và cam kết đến 10 cho anh em nếu phải làm fake. Cầm trên tay chiếc đồng hồ này thì đầu tiên ấn tượng là cái màu sắc màu đỏ của em này, cái màu đỏ huyết rất là đẹp và độc đáo. Thứ hai nữa là phần mặt dial được Seiko họ làm cũng khá là trau chuốt. Anh em thấy là cái màu đỏ này nó sẽ ở chính giữa phần mặt số đấy, sau đó sẽ đen dần về phần viên. Và phần thân vỏ dây chúng ta sẽ làm hoàn toàn là chất liệu thép không gỉ 316L với dây thép túc đặc, khóa thép đúc, đáy sau của máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Dòng Seiko Precept Success Series này thì Seiko cho ra mắt vào năm 2020 và đánh dấu sự thay đổi khá là nhiều của nhà Seiko ở trên dòng sản phẩm Success Series này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là bộ máy sử dụng thì thay vì máy 6R15 như ngày trước thì từ cái dòng Success Series này thì hầu như tất cả các dòng máy của nhà Seiko mà sử dụng máy 6R đơn giản ấy thì chúng ta đều sẽ được trang bị máy 6R35 thôi chứ không còn sử dụng máy 6R15 nữa. Và thứ hai nữa là vân mặt ở trên chiếc đồng này thì nó sẽ được làm cái dạng vân mặt kiểu vân hoa lục giác cai dầu rất là đẹp và độc đáo. Thời điểm hiện tại thì chỉ cần nhìn vào cái phần cái vân mặt này để anh em biết đây là một cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Seiko và có lẽ Seiko đã thành công trong việc định dạng cái thiết kế vân mặt đặc trưng của hãng đã thành công với cái vân mặt này đấy anh em nhé. Em này phần tác chúng ta sẽ hai tác, đầu tiên là tác sản phẩm thì chiếc này sẽ có là mã sản phẩm SARX089 với giá bán rẻ tại thị trường Nhật là 110.000 yên. Ở bên này chúng ta sẽ có các cái thông tin cơ bản như là máy 6R35, sai số từ 15 giờ đến 25 giây một ngày, 24 chấn kính này, tần số động 21.600 này, tích cót 70 giờ và Make in Japan, sản xuất lắp tại Nhật. Mã sản phẩm chống ngược là chức năng anti matic chống ứng từ. Cái tác này thì chúng ta sẽ có tác dial seal. Thì dial seal thì anh em cũng tưởng tượng là nó như một cái lớp khiên bảo vệ ở trên phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này vậy. Thì nó sẽ sau hoàn thiện thân vỏ xong, Seiko nó sẽ phủ lên một lớp giúp bảo vệ cái phần thân vỏ chúng ta tránh bị vết xước nếu mà trong trường hợp bị va quệt. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái lớp khiên thôi mà anh em biết khiên rồi, khiên thì nó có ở ngoài mà anh em phang nhau mà khiên thì nó đập vỡ cả khiên. Đấy, cho nên là cái kiểu này nó chỉ gọi là chống đỡ thôi chứ còn bảo mà chống sức vô địch thì không có đâu anh em nhá. Đấy, cho nên là dùng cái gì của bền tại người, muốn bền, muốn đẹp, muốn đi theo chúng ta lâu dài thì anh em nên dùng với giữ gìn. Đấy, thì đảm bảo chúng ta sẽ đi cùng anh em, nó sẽ đi cùng anh em được lâu hơn. Ok, về thiết kế phần mặt thì anh em sẽ zoom kỹ cho anh em một chút này. Phần mặt của chiếc này thì trong điều kiện ánh sáng hôm nay em quay hơi yếu một chút thì anh em sẽ không nhìn thấy rõ được cái phần vân mặt bên trong, nhưng mà nếu mà ánh sáng đèn hoặc là ánh sáng mặt trời chiếu vào thì anh em sẽ nhìn thấy này, cái vân mặt bên trong nó sẽ là màu đỏ tươi ở chính giữa đấy, sau đó đen dần phần viền. Và cái lớp màu đen này thì khi mà có ánh sáng chiếu vào nó lại sáng lên ánh màu đỏ anh em nhá. Và cái vân hoa lục giác đai dầu này anh em thấy vân 3D làm cực kỳ đẹp và nổi bật luôn. Con này mà nhìn bên ngoài cái vân mặt đẹp lắm, thực sự các bác nhìn bên ngoài các bác sẽ ưng ngay cái thiết kế phần vân mặt này, đỏ đen dần phần viền này, cọc số sẽ kim cọc được làm màu thép bạc rất nổi bật, cực kỳ dễ nhìn trên cái nền mặt màu đỏ đen như này. Tiếp theo nữa vành Antorim cho phút ngoài cùng thì anh em sẽ nhìn thấy nó sẽ làm màu trắng. Seiko chia cũng khá là đơn giản. Logo Seiko sẽ để góc 12 giờ, góc 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày, dưới góc 6 giờ dòng chữ Precept Automatic rất là quen thuộc. Dưới góc 6 giờ và 7 giờ này ta được chiếc Japan, đây là chiếc sản xuất lắp tại Nhật, mã máy 6R35 ở bên này là mã mặt đồng hồ. Bộ cọc số chúng ta sẽ cọc số dạng vạch với góc 12 giờ cọc số to nhất, còn các cọc số lại chúng ta sẽ cọc vạch đều bình thường. Kim chúng ta sẽ kim dây thanh mảnh cho phần màn trên mặt đồng hồ này, kim giờ và kim phút sẽ làm dạng kim thon bầu một chút và chúng ta sẽ thấy là nó vút chọn đầu kim, thân kim sẽ có dạng quang.
Về dạ quang ở chiếc này thì Seiko họ trang bị cũng khá là đầy đủ dạ quang ở phần kim cọc đây anh em nhé. Đấy, kim này, cọc số này anh em thấy này, đấy. Đầy đủ kim cọc. Cho nên là khi mà anh em theo dõi giờ trong điều kiện này thiếu ánh sáng của chiếc đồng hồ này thì cũng khá là yên tâm. Tuy nhiên thì anh em biết rồi, những chiếc của Dashwatch này thì dạ quang nó chỉ là cái điểm cộng thôi, chứ anh em bảo nó thế mạnh thì không phải đâu. Mặc dù cái dòng sản phẩm này cũng được Seiko họ trang bị cái dạ quang rất tốt của hãng, dạ quang Lumibright tốt hơn khá là nhiều so với Luminova hoặc là Super Lumira thông thường, nhưng mà Dashwatch thì anh em không nên đòi hỏi quá nhiều. Kính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kính sạc phên khổ chống sức, anh em hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Bên kính bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng tạo nên cái nét khá lấp lánh khi một ánh sáng chiếu vào chiếc đồng hồ này. Thân càng thì chúng ta cũng sẽ đánh bóng anh em nhé. Đây, đánh bóng này, đầu càng bên này chúng ta sẽ đánh về trước, đúng chỉnh của logo chữ S của nhà Seiko rất là quen thuộc. Cái dòng sản phẩm Sub-S3 này nó cũng có một cái điểm nữa, điểm cộng nữa là cái size mặt, cái thông số kích thước ở chiếc này thì nó cực kỳ ổn luôn. Đây, ví dụ ở tay của cái mặt nó chỉ là 39,2mm thôi anh em nhé. Độ dài mặt số cũng rất ổn với chiếc này, nó khoảng 11,2. Và chiều dài càng lắp thu lắp thông số cũng khá là quan trọng, nó khoảng tầm 47. Thì với thông số kích thước này thì để mà đeo đẹp chiếc này thì anh em chỉ cần chu vi của tay khoảng tầm 15.5 là em nghĩ anh em có thể đeo đẹp được con này rồi. Ví dụ tay của em là 15.8. Đây, lên tay này, rất gọn và vừa vặn luôn. Tay của anh em như chu vi của tay của em đến khoảng tầm 17cm để anh em đeo chiếc đồ này sẽ cực kỳ là tuyệt vời. Nó tay anh em dưới 15.5 thì chúng ta cảm giác nó sẽ hơi to một chút đấy nhá. Đó. Về dây chúng ta sẽ dây thép không kỉ độc đặc, thiết kế cực kỳ quen thuộc của dòng V-Shape với 3 mắt đánh phê sức và 2 chỉ làm phê bóng đan sen. Thiết kế mà dây mang đến cảm giác mềm mại tinh tế ở phần mặt dây, và anh em sẽ cảm giác thấy là nó rất vừa với thiết kế phần mặt. Khóa chúng ta là cái khóa thép đúc có logo của Seiko đây. Dày chắc cốp lắm, cầm sờ rất là thích tay. Về mặt sau thì chúng ta sẽ thấy là đáy hở máy là chắc chắn rồi. Chiếc này chúng ta sẽ đáy hở máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Thì trên con vang này thì anh em sẽ nhìn thấy này, bộ máy 6R35A sẽ qua 24 chân kính, tần số động là 21.600 và tích cót của em này là 70 tiếng. Thì anh em nhìn thấy là cái thời gian tích cót 70 tiếng này thì Seiko họ đang hướng cái bộ máy của mình cạnh tranh những cái dòng máy của Thụy Sĩ đang tích cót 80 giờ thời điểm hiện tại, như là máy H10 hàng nhà 20 tơn hay máy Powertech của nhà Tissot. Thời gian tích cót dài thì anh em dùng khoảng gần 3 ngày không đeo đồng hồ nó vẫn chạy được. Trong ưu điểm của dòng sản phẩm tích cót dài như vậy, logo Seiko này mức chống nước 13 tương đương 100m, kính sapphire này. Ở đây chúng ta thân vỏ làm thép không kỉ, mã máy mã phần cashback, chống ngực anti-matic chống tử, made in Japan, sản xuất tại Nhật. Chiếc này chúng ta thì sử dụng máy 6R35 thì nó kế thừa toàn bộ những ưu điểm của máy 6R15. Thì tuy nhiên nó sẽ nâng cấp lên như là có 24 chân kính và tích cót lên đến là 70 giờ. Máy 6R15 nó chỉ có 23 thôi, 23 chân kính và tích cót còn chỉ có 50 tiếng. Vẫn đầy đủ chức năng, lên có tự động, lên có bằng tay, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Anh em mở ra nó chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ lịch ngày, anh em bạn góc 12 giờ nó không nhảy lịch thì đang giờ buổi chiều. Đây là 4 giờ chiều này, đóng nó lại, kim dây chúng ta chạy bình thường. Chỉnh lịch ngay thì anh em mở núm ra một nấc, vặn ngược chưa, vặn xuôi kim đồng hồ nhá. Anh em chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong, anh em đóng núm lại kiểm tra cẩn thận tránh vừa núm nước vào. Mức chống nước của dòng sản phẩm này là 100m, có động thường ngày, anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý anh em không ban hầu chúng ta đi bơi tắm, tắm nó lạnh mà tắm xông hơi. Về mức giá bán thì hiện tại bên em đang có sẵn chiếc Seiko V-Shape Sub-S3 New Full Box với mức giá chỉ là 18 triệu đồng. Còn nếu anh em yêu thích chiếc này có thể đặt hàng với lại 10 Dashwatch có số điện thoại để phim trên màn hình và các thông tin liên hệ em để hết phía dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thông tin em sẽ vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của 10 Dashwatch. Xin chào và lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.